Đồng quân Đức Châu Đắk Nông xin kính chào bà con. Hôm nay em xin lên sóng giới thiệu cho anh em một con cào cào Giang Ma MT30. Hôm nay không lên mấy con sới đa chức năng mà lên một con cào cào. Con này nó đẹp quá này. Quay chi tiết cho anh em bà con xem. Con này thì nó có hai số nhanh chậm thôi các bà con nhé. Đây, ba cái đùi của nó còn bảy màu nguyên nhé. Mấy ốc ác lốc la của nó này di nguyên. Cái nắp ấy bể có hàn lại tí rồi. Nắp nhựa này trên da bể này, Giang Ma này cái vỏ trang trí nó kém, nó hay làm bằng nhựa hay bể. Nhưng mà được cái là máy này còn rất là mới này. Máy mới đó. Đây Đắk Song, Đắk Nông vừa mới mưa xong thì hôm nay lên cho anh em xem một con cào cào này thôi. Với cái test với cái độ êm của nó. Cái con cào cào dòng này GA90 dòng Giang Ma này nổ thì nếu mà nói về độ êm thì nó đứng về hàng đầu trong những cái dòng máy nổ ở Nhật bãi này, cực kỳ êm. Tại sao những con máy phát điện cách âm, những con máy cách âm các thứ nó đều lấy từ động cơ của thằng Giang Ma này hết đấy, tại vì độ êm của những con này rất cao. Đây sẽ giật nổ cho anh em xem, nghe test nổ tiếng nổ nó nhé. Đây, lên ga này tí này, con này vừa nổ xong. Vừa nổ xong con nguyên xăng của Nhật, chưa có dọn lại đem ra giật, nó hơi khó nổ. Thì anh em nào lấy thì em sẽ xúc rửa lại cho. Đó. Nổ cực kỳ êm, cơ 291 con này hai số. Xúc rửa lại mỗi bình xăng con tí xíu thôi. Và hình như hết xăng rồi thì phải. Hết xăng rồi anh em ạ. Đổ vào con tí xíu thôi. Kiếm cho chút xăng đổ đây nổ anh nhỉ. Rồi đấy, động cơ Giang Ma, sới chức năng thì sới cào cào. Anh em nhìn cái bụng của nó này nhá, chưa reset gì đâu. Mấy cái đồ này còn mới lắm, con này còn độ mới còn cao, độ mới rất cao. Ba đồ của nó này, ông ca các thứ còn bảy màu hết luôn, trắng tinh luôn, chưa rửa gì cả. Cái liềm này, nếu đằng sau em còn nguyên một rừng liềm cào cào này thì em sẽ chọn cho anh em bà con cái nào liềm còn sơn cho nó nữa nhá, gắn tạm vào đây thôi. Cái liềm này nó hơi đen hơi bẩn nhá, chứ thực tế cái lời liềm của nó còn rất là mới, còn sơn đen. Nhưng mà em tháo ra giờ không biết, không lật lên tìm rất là lâu đấy. Nếu mà anh em nào thích thì em sẽ lấy cho cái liềm nó còn sơn đen luôn nhá, còn nước sơn của Nhật luôn đó. Thôi đấy, con này sấy cao cao rất tiện, giật nổ đây là bóp này là đi thôi, ấn này xuống là đi thôi. Rồi đó, máy còn rất đẹp, cực kỳ mới, có mã số seri luôn anh em nhé. Giang Ma MT30, MT310 này. Đây này, MT30 này, MT310 này, hình như nó dùng chung dàn sườn với thằng 310 nhé. Con này nó là đời cao, tại vì nó sử dụng động cơ UHV rồi, UHV nòng xéo, máy xéo, đời cao rồi. Bôi nhớt nhé, sử dụng bôi nhớt này. Bôi nhớt này, còn nguyên nhớt của thằng Nhật luôn. Mấy cái đồ này đang còn trắng lắm, đẹp lắm anh em ạ. Rồi lên cho nó đỡ trống video thì anh em nào cần mấy dòng cào cào này cứ báo nhé. Đang mang MT30 này. Và bà con đã đặt hàng một thời gian nó nhận nó hơi chậm tí, mong bà con rất thông cảm. Các bác thông cảm cho bên em một tí ạ. Số lượng đặt hàng các bác nhiều mà khách mua tại địa phương, khách mua tại các tỉnh đến cũng có nhiều, đâm ra là không thể kịp trả đơn cho bà con được. Nhưng mà yên tâm, bà con yên tâm ạ, chỉ chậm mất vài ngày thôi chứ yên tâm, không phải sợ này quá lâu, chậm mất vài ngày ok ạ, chậm mất cho em 2-3 ngày gì đó. Đôi khi lỡ hẹn với các bác là một tuần các bác nhận máy nhưng mà nó rơi đến hơn một tuần tí thôi, các bác thông cảm. Yên tâm ạ, máy móc bên em dọn giết các thứ đẹp đẽ và ngon lành cho các bác, về các bác yên tâm và sử dụng. Rồi, sấy cao cao, Giang Ma MT30, hai số nhanh chậm thôi, sấy nhanh chậm, không sử dụng số liều, lùi. Con này giá 4.4 triệu bao ship nhé, 4.4 triệu con này, và bao ship cho anh em này. Còn nhiều dòng này lắm ạ, anh em nào lấy thì cứ liên hệ nhé. Và anh em nào mà
Cần những cái dòng sới nào cứ liên hệ em tư vấn thì em kết bạn qua Zalo, em quay video em gửi cho nhé. Từ những cái con hai bánh một giò gì đó, đời thấp đời cao hay là rẻ tiền, ít tiền nhiều tiền, loại nào cũng có, các bác cứ kết bạn nhé. Hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên em số điện thoại 0326 536 152 và 0967702477. Hai số đều có Zalo hết ạ.